dành cho nam nghệ sĩ Trọng Nghĩa, một trong ngũ hổ tướng. À, xin kính chào tất cả quý vị và khách. À, hôm nay là sinh nhật của bạn Thu thì Trọng Nghĩa hôm nay đến cũng rất sớm rồi, nói chung là nãy giờ chung vui cũng nhiều, coi như là cũng có chung vui với bạn Thu và tất cả bạn bè ở đây. Trước tiên thì Trọng Nghĩa xin chúc cho bạn Thu lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già, và tất cả các bạn, các quý vị quan khách ở đây lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Và bây giờ liên tục chương trình thì Trọng Nghĩa đến đây thì trước tiên thì dự tiệc và sau đó cũng đem lời ca tiếng hát đến để chung vui buổi tiệc hôm nay. Liên tục chương trình, Trọng Nghĩa xin gửi đến trích đoạn một bài ca lương thì rất nổi tiếng là của nghệ sĩ Hùng Cường hồi xưa đã nổi tiếng bài hát này, trích đoạn này. Đó là trích đoạn được mang tên Chúng Cướp Bạch Hải Đường. Xin mời tất cả cùng thưởng thức. Rồi. Nhung ơi, Nhung à, con nó khóc gì em ơi. Trời ơi, giờ này mà không có nhà thì đánh bài cũng không đâu có đất. Con Thu nó khóc gì em ơi, Thu nó khóc gì à? Bé Thu mới có 2 tuổi thôi. Còn bé Thu hôm nay là nhiều tuổi rồi nghe quý vị, chứ không phải là như bé Thu của Quảng Thất Bạch Hải Đường đâu đó. Cô nó khóc gì em? Thôi nên đi con, ào hở như dầu tình mẫu thôi. Bẫu nhiêu biết giữ cho rồi. Cái gì đấy? Kính gửi quà bạc thánh ta mật Phật tham. Khốn nạn, khốn nạn, Nhung đã phản bội tôi rồi. Nhung đã phản bội tôi rồi. Nhưng ai sẽ nỡ bỏ đi khi con tôi mới vừa Còn anh
Đủ khát cha từng lời
Bài gì cũng được em.